Cô chào tất cả các bạn, như chúng ta đã biết thì trước sự tàn sát của Mỹ Diệm, nhân dân miền Nam không thể chịu đựng mãi được và không còn con đường nào khác thì buộc phải vùng lên phá tan ách kìm kẹp. Cuối năm 1959 và đầu năm 1960 thì khắp miền Nam bùng lên phong trào đồng khởi. Bến Tre là nơi diễn ra đồng khởi mạnh mẽ nhất. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự kiện này qua bài lịch sử tiết 22 Bến Tre đồng khởi. Nào, các bạn cho cô biết các bạn hiểu thế nào là đồng khởi, đồng khởi nghĩa là gì ạ? À, đồng khởi tức là đồng loạt nổi dậy, khởi nghĩa chống quân thù. Mời các bạn chỉ vị trí của tỉnh Bến Tre trên bản đồ. Các bạn nào tìm ra chưa ạ? à đây là tỉnh Bến Tre trên lược đồ Việt Nam và đây là hình ảnh đây là bản đồ của phía Nam thì tỉnh Bến Tre vị trí ở đây chúng ta cùng đi vào tìm hiểu hoạt động thứ nhất nguyên nhân bùng nổ phong trào đồng khởi vì sao nhân dân miền Nam lại đồng loạt đứng dậy khởi nghĩa thì như cô đã giới thiệu lúc nãy thì dưới sự tàn sát đẫm máu của chính quyền mỹ diệm thì nhân dân miền nam buộc phải đứng lên phá tan ách kìm kẹp và đây là hình ảnh mà chúng ta đã được tìm hiểu trong cái bài lịch sử hôm trước à, chúng ta thấy đây là hình ảnh học sọ xương người à, hình ảnh mỹ đã đốt nhà à, dân lành à, đây là một cái cuộc thảm sát à, rất là lớn và dành thảm sát tàn sát chân lành của chính quyền mỹ diệm thời bấy giờ và đây là cái máy chém dưới thời ngô đình diệm thì hiện nay máy chém này được trưng bày tại bảo tàng thành phố cần thơ việt nam giới thiệu thêm với các bạn một số cái sự kiện là vào ngày 6 tháng 5 năm 1959 thì Mỹ Diệm đã tạo ra đạo luật 10 trên 59, thiết lập ba tòa án quân sự đặc biệt, có quyền đưa thẳng bị can ra xét xử không cần mở cuộc thẩm cứu, nghĩa là có quyền xử bắn tại chỗ. Tuy luật 10 trên 59 cho phép công khai tàn sát nhân dân theo kiểu cực hình mang rợ thời Trung Cổ, và ước tính đến năm 1959 thì ở miền Nam đã có 466.000 người bị bắt, 400.000 người bị tù đài và 68.000 68, uh, 68 người bị giết hại. Thì chính tội ác đẫm máu của Mỹ Diệm gây ra cho nhân dân và lòng khát khao tự do của nhân dân đã thúc đẩy nhân dân ta đứng lên tổng khởi. Chúng ta sẽ đi vào hoạt động thứ hai, để tìm hiểu về diễn biến của phong trào đồng khởi ở Bến Tre. Diễn biến phong trào đồng khởi ở Bến Tre có thể được tóm lược như thế này các em. Vào ngày 17 tháng Giêng năm 1960 thì nhân dân huyện Mỏ Cài đứng lên khởi nghĩa mở đầu phong trào đồng khởi ở tỉnh Bến Tre. Với vũ khí thô sơ, nhân dân nhất loạt vùng dậy làm cho quân địch khiếp đảm. Từ cuộc nổi dậy ở huyện Mỏ Cài thì phong trào đã lan nhanh ra các huyện khác, và từ Bến Tre thì phong trào lan ra khắp miền Nam. Đây, các bạn thấy. Đây là khí thế sôi nổi mạnh mẽ rồng loạt của nhiều tầng lớp với khẩu hiệu biểu ngữ cờ gậy gọc xông lên, à, nhân dân miền Nam nổi dậy phá thế kìm kẹp. Đây là bản đồ tỉnh Bến Tre và giới thiệu với các bạn đây là vị trí của huyện Mỏ Cày. Kết quả của kế phong trào đồng khởi ở Bến Tre thì sau 22 tuần thì chúng ta thấy có 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt ác ôn, vây đồn, giải phóng nhiều ấp. Chính quyền địch bị tê liệt và tan rã, chính quyền các mạng được thành lập ở các thôn, xã, nhân dân được chia ruộng, đất và được làm chủ quê hương. Như vậy thì phong trào đồng khởi ở Bến Tre đã trở thành ngọn cờ tiên phong, đẩy mạnh cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam ở cả nông thôn và thành thị. Chỉ tính trong năm 1960 thì có hơn 10 triệu lượt người, bao gồm cả nông dân, công nhân, trí thức tham gia đấu tranh chống Mỹ Diệm. Chúng ta đi vào hoạt động thứ ba tìm hiểu về ý nghĩa của phong trào đồng khởi. Phong trào đồng khởi là mở ra thời kỳ mới cho đấu tranh của nhân dân miền Nam. Nhân dân miền Nam cầm vũ khí chiến đấu chống quân thù, đẩy quân Mỹ và quân đội Sài Gòn vào thế bị động và lúng túng. Như vậy thì qua bài học hôm nay, chúng ta đã rút ra được bài học là vào cuối năm 1959 đầu năm 1960 thì phong trào đồng khởi nổ ra và thắng lợi ở nhiều vùng nông thôn miền Nam. Bến Tre là nơi tiêu biểu của phong trào đồng khởi. Các bạn đã từng nghe nói đến đội quân tóc dài chưa ạ? À? à vâng đội quân tóc dài là tên gọi phong trào đấu tranh của phụ nữ miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước thế các bạn có nhớ là cái đội quân tóc dài này thì gắn với nhân vật nào không à à đây đội quân tóc dài gắn với lại à, bà Nguyễn Thị Định anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân mà các bạn đã được tìm hiểu trong cái bài đạo đức tôn trọng phụ nữ và giới thiệu với các bạn đây là hình ảnh của những nữ chiến sĩ năm xưa trong đội quân tóc dài của đồng khởi bến tre và đây là dài du niệm đồng khởi nào bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau à, tóm lược lại toàn bộ nội dung kiến thức hôm nay của chúng ta nha trước tiên chúng ta thấy rằng là do sự tàn đàn áp tàn bạo của chính quyền mỹ diệm mà Ngày 17 tháng Giêng năm 1960, nhân dân huyện Mỏ Cài đã đứng lên khởi nghĩa, à, đã đồng khởi và phong trào lan rộng khắp các huyện của Bến Tre. Sau một tuần thì chúng ta đã có 22 xã được giải phóng, 29 xã khác tiêu diệt được ác ôn, giải phóng được nhiều ấp, ở nhiều nơi thì quỹ ban nhân dân tự quản được thành lập, bọn phản cách mạng bị trừng trị và dân nghèo thì được chia ruộng. Và phong trào này đã mở ra thời kỳ mới, đó chính là nhân dân miền Nam chúng ta cầm vũ khí chống quân thù và đưa Mỹ Diệm rê vào thế bị động và lúng túng. Tất cả những sự kiện này là nằm trong cái phong trào đồng khởi ở Bến Tre, à, cũng chính là cái phần nội dung kiến thức bài hôm nay của chúng ta. À, mời các bạn về chúng ta sẽ xem lại kiến thức à, một lần nữa ở trong sách giáo khoa để ghi nhớ bài rõ hơn à, cô chào tất cả các bạn